gióng. Trời ơi, cao quá.
tiền nhá, sung đi. Cháu chưa lấy vợ. Ôi, vợ ngoảnh mặt lên tớ xem là. Anh Cam. Họ vợ họ đâu mà họ đi được mình? Sao? Vợ họ đâu mà họ đi được mình? Vợ họ ở nhà cô ạ. Ở nhà họ. Cháu mỏi lắm. Cái đây là hết rồi đúng không? Hết, không được leo nữa rồi. Chán nhỉ? Phải leo nữa. Thôi đi ấy thôi, đi bộ đi đường này có thể đi xe máy lên. Lần gần lên thì xanh gióng. Hai con trai của nó đi hết. Còn một con xe 9 chỗ, một con xe 4 chỗ, con bên xa đấy. Lúc đấy nó chạy xe thôi.
Mua gấu ở lên tận đây mua gấu à? Vâng. Gấu thế này nó rẻ không ạ? Tượng bằng đồng ấy. Vết lối. Ừ, vết lối mà. Để 1, 2, ít nhất 3 vết lối. Đây, vết này. 2, trên cũng vậy. Lồng có vàng, đúc cho cả vàng nguyên chất. Phải nói là nhìn thế này cái trụ cũng phải cân này nhỉ? Trong gần thế phải đâu? Tính toán đấy. Đúc đồng nguyên chất. Có ông giống nào mà không mất không? Không, không có ông giống nào không mất. Cái này giống nào không mất. Chỉ có một cái chưa
là lúc lên chính xác địa điểm tâm ở đây tôi có mặt. Có một trong bên trong ở dưới hầm đưa tim đóng tim của con người lên. Đây chú điểm tâm. Ôi về đây. Cho mấy giàn tàn xong. Đi nào. Đi. 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 Đi.